nay là ngày 15 tháng 2 năm 2020, chùa Hội Hoa Đức trao cho mẹ của bé Cao Thị Xuân Hoa 1 triệu đồng do chị gái ẩn danh ở Hà Nội tài trợ lần thứ 13. Thì cô cũng xin thay mặt cho gia đình cảm ơn chị và chúc chị và gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào, an lạc, hạnh phúc. Dạ, em mẹ của bé Cao Thị Xuân Hoa cảm ơn chị ẩn danh Hà Nội đã giúp đỡ cho bé và gia đình bất đi phần nào khó khăn, gia đình cảm ơn chị rất nhiều.